Ồ, đó, như là chú thấy nó hơi đúng đúng rồi. Có Nghĩa là cái vườn này cái vườn sau chú á, vườn như nó cái lô nó bị ẩm nhiều á, là nó đúng sâu hơn những cái lô khác, là nó có những cái nó hơi nứt nứt ra một tí đó, nó là dầu dư khí. á, đúng rồi, nó bị dư khí. Thì cái phương pháp này thứ nhất là độ nó phải cao thì sản lượng nó tốt, và bắt buộc gọi là độ nó cao hơn độ trường hợp tầm khoảng 2 đến 3 độ. Thì khi mà cái tiết này vô làm giảm độ xanh thì nó vẫn còn cái độ mủ để lên nó hoạt động sinh lý cây. Nên cái hạn ví dụ giống như là năm ngoái thì những cái vườn họ lấy cái mức độ vừa phải, thì đến khi mà cái sản lượng á nó sẽ họ giữ cái độ cao hơn độ cao tầm khoảng 8 độ thì cái sản lượng nó đạt nó tốt, tổng tính ra về nguy cơ nó cao thì nó hơn cả chỉ học 8 độ. Nhưng mà khi mà qua năm nay á, cái đầu mùa họ lấy cũng nhiều, tại năm ngoái là quy trình là chỉ lấy cái đầu tiên thì lấy là tăng 10% so với đầu chỉ học cũng phải điểm thôi, và đầu năm nay thì cái đầu họ lấy nhiều quá nó dẫn tới là cái độ nó bắt đầu nó tụt, năng suất cây nó bắt đầu giảm á. Thì khi mà nó giảm gần độ cạo thì cái năng suất nó lại giảm hơn năm ngoái nhiều, tính về quy mô nó giảm hơn năm ngoái rất là nhiều luôn, nhưng mà nó vẫn bằng cạo truyền thống nhưng mà nó lại thua năm ngoái. Nhưng mà sau đó mình kéo cái độ lên thì cái sản lượng nó từ từ nó lên, thì kéo độ lên tầm khoảng 1 tháng thì sau đó cái sản lượng nó lên nó gần bằng cái năm ngoái. Nên cái này thì thực tế thì mình là làm cái độ nó càng cao thì càng tốt, còn khi mà độ nó xuống thấp quá nó xuống bằng độ cạo thì sau đó nó từ từ giảm chứ không tăng. Nên năm nay rất là nhiều vườn họ nhiều bên họ ra họ sản xuất họ không có nắm rõ cách đó. Thì người dân họ cũng không biết cách làm thì dẫn tới là người ta cứ lấy nhiều rồi đến khi mà mua giảm người ta cũng không biết cách, người ta kéo dạng kéo độ lên thì dẫn tới tình trạng là cứ mủ nó cỡ nó cứ tụt 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 độ giảm rồi còn mười mấy độ đó là cây nó dễ bị gặp những tình trạng giống như là sọc dọc đó. Thì vậy là lý do là bơm nhiều khí quá. Cái này nó giống như bơm mình cạo, nó cũng là phần đó. Thì nếu mà mình điều lượng vừa phải á, thì cái khí theo mủ nó ra khỏi cây hết, nó không ảnh hưởng nhiều cây. Đến khi mà cái khí nó tồn dư trong cây nhiều á thì nó sẽ ảnh hưởng. Nên tại sao mà chẳng hạn như là có 2 cái cách để mà mình điều tiết cái lượng khí. Một là mình bơm và mình khoan theo cái lịch trình, nó dành cho những cái vườn nào mà họ phải theo cái lịch trình để sắp xếp ong á, thì là cái lần khoan cuối cùng á, của lần bơm khí đó thì nếu cái lượng mủ á, nó đạt và cái độ nó cũng cao thì mình biết là cây nó chi khí. Qua lần bơm tiếp theo á, thì mình cứ giảm cho nó tầm khoảng 50 lít để cho nó không bị dư khí trong cây. Còn nếu mà trường hợp mà cái sản lượng mà nó không đạt nhưng mà độ nó cao thì mình biết là cây nó bị thiếu khí, nên mình cho lần thứ ba thì lần sau mình sẽ thêm nó tầm khoảng 3-5 lít để cho tăng lên. Còn không có một cách thứ hai á, thì nó dễ hơn, cái hạn như mình cho họ bơm hết là 50 thì mình cứ khoan cho đến khi nào mà sản lượng nó không đạt á, mà mình thấy cái độ nó vẫn cao hơn độ truyền thống tầm khoảng 2-3 độ thì mình hẳn bơm tiếp. Còn nếu mà mình thấy là ngoài ra tất cả các trường hợp khác mình cứ khoan tiếp cái đường bơm để làm sao cho kéo cái độ nó vẫn cao hơn độ cả 2-3 độ thì nó đảm bảo sự cây của mình. Với lại cái phần so sánh sản lượng á, thì nó tùy theo thời tiết. Năm nay thì bây giờ thời tiết nó hơi khó nên Đúng cái rồi, vườn cả năm những nay năm thì giảm. so với vườn nào cũng tiêu giảm là hơn năm ngoái. Nhưng cho chú hỏi thêm cái này nữa này, như vườn của chú là bây giờ là chú kể cho nghe này, như cái được có mỗi cái tháng đầu á thì là cũng nhiều mủ, tháng thứ hai là như bây giờ cái vườn này là chỉ thay nắp chót mỗi cái dăm khí đầu là có nhiều mủ, còn dăm hai cái là tuột luôn, dăm hai ít mà dăm ba lại ít nữa, ít nhiều luôn nữa. Như hôm nay á là cái vườn này chú bơm khí vậy là được có cái sau nhà này mấy trăm cây, với trên kia mấy trăm cây, một 4 mẫu này á, nhờ có khí nó nên là như hôm dăm trước á là được có tạ tư, dăm nay nhờ được mấy cái dăm khí thì nên được tạ bảy, nhưng mà độ hôm nay thì nó được 33 độ mấy, còn như mọi khi thì là tạ bảy à, ba tạ mấy thì nó cũng nằm 30 độ với lại 29 độ. Dạ vô chú bị cái tình trạng là giảm độ luôn. Nếu mà cái cây này bình thường chắc là cạo truyền thống là chắc nó cũng phải ở 34 luôn chú. Như cạo truyền thống năm ngoái thì chú đi D2 thì nó cứ 28 29 độ D3 nếu mà đi D3
ID2 đấy, mà nó cứ ngày ba tạ mấy mũ như cái thời điểm này. Nhưng mà nếu mà ID3 thì nó tầm 33-34. Đúng rồi. Thì cái này chú có đúng lịch trình là 10 ngày chú, tức là một tháng là chú chuyển lắp chóp một lần. Thì cứ đi 3 dăm là 10 ngày bơm khí một lần. Là nhưng mà ba nô thì mỗi nô nó khác nhau. Cái nô chỗ nhà chung ở đằng trước nhà kìa, nô ba mẫu. Thì cái nô ý thì là từ trước đến giờ lúc nào cũng cao độ. Năm ngoái cạo không có bao nhiêu mủ nha. Bôi thuốc kích thích vào á thì nó lại tuột mủ đi mà nó cứng vỏ ra. Mà năm nay bôi bơm khí vào cái là nên mủ liền. Chỗ ngàn sáu cây mà nhiều cây bé lắm. Nếu trừ đi còn 1.5 thôi. Nhưng mà cái đó thì lại cứ đạt, nếu mà bôi dăm khí đầu ấy là bảo đảm là phải 3 tạ 8. Mà độ thì 38-39 độ. Đầu mùa là hôm nọ là 42 độ. Yeah. Bây giờ thì như hôm qua ấy, thì được là 38.9. Mà nó vẫn cứ đạt mủ. Mà đến dăm thứ 3 nó cũng đạt. Vừa rồi chú bị đau cái cẳng này, trong ngày mưa gió nhiều chú nghỉ ít bữa thì nó cũng xuống mủ, nhưng mà nó xuống cảm thấy vẫn đạt, chẳng có khí gì cả. Chúng nghỉ đến cả tuần ấy, vừa mưa với vừa đau chân nghỉ tuần, tính ra tới 1.5 rồi mới chuyển lắp chóp. Mà đến lúc mới đây nghỉ xong cạo dăm cuối mà vẫn cứ đạt được 3 mẫu thì cũng là tạ 7 tạ 8. Thì vườn đó thứ nhất là những cái vườn cây mà nó bị tình trạng mủ đông nhanh, nó có khả năng vườn đó nó bị, thì cái sức cây nó tương đối tốt, để nó qua những cái thời điểm nó lâu rồi nó không có cái giống ở kia thì riêu 4 vỏ trắng, còn cái bên chỗ cột điện bên kia chiều nay đang cạo khoan đấy thì là lại riêu 4 vỏ đen. Cái riêu 4 vỏ đen ấy thì lại đông ké nhiều hơn, có khí cũng có những thời điểm như hôm kia ấy, thì dăm khí đầu tiên mà vẫn đông ké nhiều. Nhưng mà cũng có đợt thì là dăm khí đầu không đông ké, mà có khi dăm hai cũng không đông ké nhưng mà vẫn còn tạm được. Tại nhất cái nô này là chú đang nghi là hay là tại chú cạo úp rồi là bây giờ nó khô miệng xung quanh rồi nên là nó ít mủ. Vấn đề là bị diêm tí. Thì bây giờ chú làm... Còn cái hồi đầu mùa ấy thì đúng là chưa quen thật, chú mới đóng là thì hôm trước là chú lấy ở bên cái đại lý ở bên Long Hà, hồi đầu tiên ở Bình Long là chưa biết, có điện về dưới công ty nhưng mà công ty hẹn lâu quá, xong ấy xem ở trên mạng ấy thì bên Long Hà làm, xong sang bên Long Hà chứ không lấy của Vương. Trong lúc về gặp Vương đây là mới đổi khí rồi mới lấy đồ đạc ở đây này. Trước khi sang thì họ cũng chẳng tư vấn cho mình gì cả, họ bảo đóng chú cứ đóng hai cái thoải mái. Cuối cùng là cái dăm đầu đóng mạnh tay quá, xong lại bơm khí lúc đầu này họ cũng không nói là mình bơm 100 dăm đầu hay là bao nhiêu đi, thì mình cứ bơm căng cái bình khí căng. Thì cuối cùng ấy là bây giờ có những cây nó nồi cái chỗ ý ra, nó rẽ ra, có thỉnh thoảng có cây nó cục nó rẽ hẳn cái vỏ ra, trong nó có cục mủ chú moi đó chú khét đi, nhưng mà nó bị có một số cây thôi. Nhưng mà bây giờ rút kinh nghiệm là đóng nhẹ tay thì nó không ấy mấy, nhưng mà cứ thỉnh thoảng cái nắp chóp đây trong cái đường ấy nó cứ rẽ là một tí, cái đó là dư khí thôi. Sao bây giờ là cái muốn khắc phục trở lại để mà nó không hao khí, nó không bị nứt thì mình bơm giảm khí để chú giảm xuống từ từ và chú khoan cho đến khi nào mà cái độ mình nó sẽ cao hơn cái độ cao truyền thống, giống như là bây giờ mình đang ở mức là độ bao nhiêu. Cái vườn này thì là như hôm nay ấy là được có tạ 7 này thì được 33.6. Còn 4 mẫu đấy, 4 mẫu. Còn cái vườn kia 3 mẫu thì như hôm trước là bơm được có nửa khí thì nó cũng được 2 tạ 6, thì 3 mẫu đó thì nó được mỗi mẫu tính là được 80 kg, nhưng mà nó 39 độ, 38.9. Cái nô ấy thì nó cứ đều 38-39 độ ấy. Mà nắng tí là 40 độ, còn nếu gặp trời mưa nước nó có rỉ vào thì gặp mưa rào với các thứ thì nó vẫn phải đạt là gần 30 độ, 29-30. Thì cái bây giờ cái vườn ở đây chú lấy chú cho cái mức độ ổn định của mình là 35-36 đi, chú cứ khoan, chú bơm khí, chú bơm ít lại từ từ và chú khoan cho đến khi nào mà chú cảm thấy là cái độ nó đạt ở mức 35-36 thì chú
cũng bơm kế tiếp. Thì chú mới được bơm kế tiếp. Thì từ từ để khí nó còn những cây nó ra hết. Còn thì mình cứ khoan ấy, không không đúng cứ cũng được, nhưng mà cứ khi nào độ lên đổ có thể lên xuống đổ. Cạo đến 400 hoặc là 500 cho khí nó xuống, cho nó xuống, cho độ nó lên hết đã đi nào. Cái đó cũng khó, cái đó cũng tùy cái công của mình, thì nó lại không có có đều không, mình đều không đều phi tính như vậy. Còn như vườn ở trong bà trong kia hôm trước thì cũng bà có 200 cây đây, bà già có 200 cây thì cái hồi đầu ấy là đầu mùa thì cạo đi gốc thì 200 cây bơm khí vừa nó cứ đạt trăm đầu 50, trăm hai 40, trăm ba nó là 30, nhưng đến bây giờ 200 cây nữa, như sáng nay chú nó đi bán là được có 20 khí và trăm khí 2, và độ xong nó lại xuống, độ xuống coi như là hôm nay còn có 24 độ. Đó là cái vùng nó đang gặp vấn đề, cái vùng đó là đang bị nó cứ giảm từ từ, chứ mà là cái độ nó dưới độ cạo là nó từ từ xuống, bao nhiêu đi lên. Xong rồi từ từ nó mới lên, hay là do mình là, có nghĩa là mình khi mà mình kéo cái độ lên thì cái sản lượng từ từ nó mới đi lên. Còn khi mà cái độ mình nó bằng độ cạo mà mình không kéo độ lên mà mình tiếp tục cái liều lượng khí đó mình bơm đi tí là từ từ nó sẽ đi xuống. Nên vì vậy mà năm nay nhiều vườn họ làm, tại sao họ làm 2-3 tháng họ còn thấy là không đạt là như vậy. Xong rồi chú ấy bảo thằng em nó bảo bây giờ thôi thì cây ý là bây giờ nó ít ngủ, chú đi đây 4 đi, đi đây 4 cái là nó lên độ ngay. Từ 24-25 cái đi đây 4 cái nó lên đến 30 độ, xong rồi với 10 ngày bơm khí một lần nữa là xong rồi. Kỳ này nó cũng ít thật, kỳ này như hôm nay là dăm khí 2 ấy mà được có 20 khí, hơn 20 khí tí. Thì từ từ nó sẽ lên, mình kéo độ lên là từ từ nó sẽ lên. Mà mình... Xong rồi đầu tiên là chú cạo dưới gốc, xong rồi chú nghĩ rằng theo như kinh nghiệm là cạo truyền thống thì dưới gốc cái mùa mưa thì nó ẩm nó nên ít mủ, thì chú mới nâng lên khoảng cỡ này. Bên vườn nhà bà ấy, thì nó cũng vậy, nó không ra nguyên sinh đấy. Khi mà nó tụt độ rồi thì gần như là nó chỗ nào cũng à, vậy là bây giờ là cái hiện muốn chữa nó là bây giờ mình cứ cạo đi đề 4 thì cũng được, tức là khắc phục nó cho nên độ, à, cho nên độ xong rồi mình giảm khí đi. Có nghĩa là mình sẽ chấp nhận là những cái dăm đó một nó sẽ thích lại, nhưng mà từ từ nó sẽ đi lên. Nếu mình theo cái chủ cũ là từ từ nó sẽ đi xuống, từ từ mà không hiệu quả nữa thì là người ta gỡ. Thấy cũng có nhiều người ở đây họ làm xong rồi kiểu là cũng cái tình trạng là họ thấy xuống mủ ít mủ rồi họ bảo cạo thua phổ thông, nhiều người họ rút rồi. Nhưng mà chú thì chú không, chú bảo bây giờ mình học theo nước ngoài mà bây giờ ấy, mình làm cũng không được nữa thì còn làm cái gì nữa. Nên chú vẫn quyết tâm, chú đang nghiên cứu đấy, thỉnh thoảng điện hỏi Vương ấy. Và là cái phương pháp này nó đơn giản lắm, nhưng nó có vấn đề là nó tùy thuộc vào cái cách của người bán hàng. Tại vì năm nay ấy, nhiều đơn vị họ ra họ làm lắm, mình không phải chỉ là bên cháu mà nhái bên cháu rất là nhiều, đôi khi là nhiều chỗ là nói bán hàng bên cháu nhưng mà thật sự là cháu cũng trả giao hàng cho cái chỗ đó rồi đúng rồi. Cũng có thể là họ nhái y chang luôn, khác gì thậm chí là số điện thoại chính chú đây là hoàng anh đấy mà dạ. Thì nên gặp cái có hôm trước đây có lần đây điện trực tiếp trong đây hỏi rồi gặp cái vấn đề là khi mà họ bán chỗ đó thì họ sẽ bán theo kiểu này, bán rất nhanh và hàng rất chạy, là nghĩa lúc đầu họ khuyến khích là bơm khí nhiều, bơm 100, 90, 70, 80 thì cái lượng mũ ra rất là tốt, mà đầu mùa nó giá mũ cao mà đầu mùa thì những cái vườn cạo xung quanh đó họ thấy cái vườn này cái sản lượng mũ tốt quá, họ lại tiếp tục họ đăng ký họ làm, thì khi những tiếp tục những vườn đó họ làm họ lại tốt, lại tiếp tục lan ra nguyên một vùng rất là nhanh, bán rất là chạy. Thì mình sẽ ra vấn đề là người ta làm tầm tầm 1 tháng đến 2 tháng sau là mũ nó tụt, thì cái sản lượng lấy quá cao rồi. Nhất là tháng đầu tiên là cái tháng mà cây nó chưa có sinh trưởng tốt, nó chưa có hoàn thành cái bộ lá nó tốt nữa, thì nó mất mũ trong thời điểm đó là rất là làm cho cây yếu sức. Như chú đang nghiên cứu đây, lúc chú cạo thủ công bao giờ cái tháng đầu mùa là tháng 4, tháng 5 âm lịch ấy là nhiều mủ, sang tháng 6 cái là xuống, tháng 7, tháng 8 mưa dầm cái lạnh cây là ít mủ,
đấy, với lại lá lúc đầu lá nó còn xanh, nó chưa già, nó còn đang phải nuôi lá, đến lúc lá nó già rồi là chú vẫn hy vọng là đến lúc nó già rồi xuống ngủ. Nhưng mà riêng cái vườn này của chú cạo thủ công là cứ từ tháng 9 trở đi là bắt đầu âm lịch là nó bắt đầu nó cho nhiều ngủ lắm. Cái vườn này cái năm ngoái chú cạo cái vườn này khoảng tuần tháng này sản lượng nó như năm ngoái hay cạo thủ công thì năm ngoái thì nếu mà bôi thuốc vào kích thích vào thì dăm đầu thì mỗi tháng bôi một lần thì dăm đầu nó cũng được khoảng 3 tạ 7 3 tạ 8 bốn mẫu này. Còn như tháng mấy tháng trước ấy, thì cái vườn này bơm đóng đồng loạt hết một phát một thì cũng được là 3 tạ 6 3 tạ 6. Nhưng có mấy tháng này nó xuống rồi. Có một cái cái mà các thầy chủ làm là cái mà người ta sẽ so sánh với cái năm ngoái, nhưng mà cái đó nó lại bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết. Đôi khi mình chẳng hạn như năm ngoái người ta sản lượng người ta là 100 kg đi, độ người ta 30 tháng độ, nhưng mà qua năm nay họ hy vọng cái năm nay cái sản lượng nó cũng bằng cao hơn đó, nhưng mà khi năm nay làm để họ lấy sản lượng 100 kg nhưng mà độ còn 35 độ, chứng tỏ là khi mà độ giảm là chứng tỏ là thời tiết có vấn đề. Riêng về chú ấy, thì ở cả cái Bình Long này ấy, là ngày xưa cái huyện Bình Long cũ với bây giờ ra thị xã mới này ấy, người đầu tiên là có mủ tư nhân là chú này, nhưng chú cũng có nhiều. Cả ngày xưa chú vốn ít nhưng mà chú đã rất tâm thích ngành cây cao su, cho nên khi chú vào là đi cạo thủ công mua vườn tư không có, xong đi mua nẻ của mấy ông ở công ty kiểu cái vốn tự có không bán cho được mấy 3-4 hecta, xong rồi chú cạo mà không có chỗ bán nữa rồi. Mà trong này cuối cùng là phải trở lên mấy ông xầy ở trên Minh Hưng, xong về sau vào năn nỉ nông trường họ mới mua. Là chú bắt đầu chú có ngủ cạo từ năm 95 chú đã có ngủ được, mà từ năm đó đến bây giờ là cả Bình Long này lúc đó chưa có ai có ngủ tư. Nhưng mà chú thì không có nhiều, tại vốn mình không có. Đến lúc mà nó thịnh hành những cây cao su á thì các ông bỏ tiền ra mua với các sếp thì các ông hàng trăm hecta, nhưng mà mình thì người đầu tiên nhưng mà mình không có nhiều. Nhưng mà cái kinh nghiệm cạo thủ công với các thứ thì riêng về cái đợt này nó tuột mủ thì chúng đang nghiên cứu. Cái gì mình nhôm một hai bữa rồi mang chứ. Cứ đổi khi nào có xíu đây anh em còn. Sau nhé, em đi làm rồi. Đang làm gì ạ? Đang đóng làm gì ạ? Vậy là như thực tế là vườn của chú bây giờ là cứ giảm khí đi, giảm khí đi xong cứ cạo khi nào thấy độ lên, xong rồi là mình bơm khí bình thường, xong rồi nếu khi nào mà cứ thấy nó mà nó mủ mà độ nó cao thì mình im nhít dần dần. Đấy. Ừ, thì cũng hôm nay về tư vấn thì chú mới nắm được cái này thực tế, còn như mọi khi là anh em cũng không biết cái vấn đề này. Và chú thì cạo cái này cũng là người ta thì cạo năm ngoái là người ta có kinh nghiệm, thì năm nay chúng mới làm cho nên chúng chưa có kinh nghiệm mấy, cho nên là hồi đầu là chúng làm cũng chật vật vất vả, làm đi làm lại họ chẳng tư vấn cho mình. Mua thì bên Long Hà mỗi lần đổi khí hết khí rồi chạy sang bên đi đổi. Đầu tiên hợp đồng thì họ bảo là họ sẽ gửi về tại nhà, xong đến lúc hết khí chẳng họ cũng chẳng mang qua, xong phải chạy sang đấy đổi cho người về, xong đến lúc gặp Vương đây, xong rồi bắt đầu này chú mới từ từ chú rút kinh nghiệm ra là thôi bây giờ cứ vậy làm thôi, ít cũng cứ làm cái này là chú thích được cái là nó giữ được cây, là nó kéo dài tuổi thọ. Chứ bây giờ cả úp thì công nhân mình tuyển là người kinh ấy thì họ đòi lương cao lắm, không chịu nổi. Nếu mà như người kinh họ đòi hỏi cái lương này thì mổ mình không có, mà nó đòi lương thì coi như là phải đóng cửa. Cho nên là chú mướn người ta chút phép ấy, người ta khoan này, chú phụ khoan đấy, đi văn nghệ chú chỉ phụ khoan đấy, chú đóng nắp chóp thôi. Còn hôm trước thì bảo cánh Vương nó đóng phụ nắp chóp, xong bây giờ có thằng em nó phụ rồi, cô với chú đóng thì là thằng em nó bơm khí cũng nhanh thôi. Thế là bây giờ mình làm rồi là bây giờ nó không lâu nữa. Ui sự hồi đầu nó vất vả, hồi đầu nữa là chú kiên trì đấy, chứ còn nhiều người nản luôn đấy. Có ông kia ông làm 10 hecta xong cuối cùng ông ấy nản quá thì ông cũng rút. Cái phương pháp này á, qua là cái đối tượng mà phù hợp nhất á, là đối tượng mà vườn nhà ít tầm khoảng vài hết để xuống, mà họ lấy cái công nhà họ ra họ làm công mà đánh đổi ở nhà, có cái lao động mà đánh đổi mà làm việc nhà được á, làm thì mình mới hiệu quả được. Còn
cái vấn đề không bây giờ là vấn đề về giá lương chứ không phải là vấn đề là thiếu phong cảm, thiếu phong lao động. Tại vì bây giờ thiếu phong lao động chung chứ không phải là thiếu phong cảm, mà lương thì bây giờ cái phong cảm còn thấp hơn công nhân. Nên khi mà chuyển cái này mà người ta làm bước công ngoài á, thực ra cái công ngoài là còn đơn cũng cao phong cảm. Bên này họ cạo là 900 cây ấy, là một tháng là cạo 900 cây, 9 trận một tháng 900 cây. Có 1.800 cây mà họ đi đây 2 1.800 cây mỗi ngày 900 cây đầy cái nô bên này 900 cây mà tháng 9 triệu. Nên khi mình họ nghĩ là phương pháp này để họ giảm tiền lương lao động thì cái điều này là họ giảm. Với lại khi mà mình muốn công không theo sát thì công làm dạ. Mà sao có một cái vườn của cái bà Lan kia cũng vương làm cho này, mà cả khu vực này không ai lại cái vườn của bà ấy. Từ đầu năm đến giờ bà có 500 cây mà dăm khí đầu tiên mà đóng vào, lần đầu tiên đóng bơm khí á, vài phút như vậy là có 50 ký thôi, 120-140 ký. Xong từ dăm ba trở nên là bà cứ đều đều dăm đầu 2 tạ 2, dăm khí đầu 2 tạ 2, dăm hai là tạ 8, dăm ba là tạ 4, cứ đều từ đầu mùa đến giờ mà có 500 cây. Bà không tưởng tượng bà ấy làm sau xuống một tháng này. Đấy, cái vấn đề mà hay gặp nhất á là vấn đề là cái tháng đầu tiên á cái mũ quá nhiều, lá cây nó chưa có hoàn thiện, nên những cái vườn mà càng làm sâu về sau này á, có nghĩa với điều kiện là từ đầu mùa họ chưa cạo nha, đầu mùa họ chưa cạo, nhưng mà khi họ đi làm khi mà cái lá nó ổn định rồi á thì cái năng suất nó sẽ cao hơn so với lại những cái vườn trước đó. Tại vì lúc đó là cái sinh trưởng của cái đúng rồi, nó còn non. Thế lại như vườn của chú đây ấy là chú chịu bón phân lắm, là như mọi khi cái khu vực này ấy là chẳng ai chịu bón phân đâu, mà chú cứ bón phân. Chú tính rồi, giả sử mủ rẻ chú cũng phải bón phân, nếu không bón thì sang năm nó không có mủ, cho nên năm nào cũng phải bón. Từ đầu năm đến giờ cái vườn này chú bón 3 lần rồi này. Một lần đầu tiên là phân tổng hợp NPK, lần cuối năm là lần đầu tiên là NPK, lần thứ hai là chú rải là cứ 2 cây một bao phân heo, 2 cây bao phân heo, xong rồi chú lại bón. Xong lần sau cùng lần ba này là chú lại bón cho là ure đạm Cà Mau, đang tính cuối tháng này bón tiếp. Cái nó không có ngủ chú vẫn bón, rút kinh nghiệm rồi, nếu không bón thì tháng sau nó kẹt. Mà với lại cuối năm là chú cứ cho mỗi gốc 1,5 ký lần, khoảng tháng 10 là chú ủ ná, xong bắt đầu là lá nó rụng xuống, nó nằm dưới đất, xong đến mùa khô là nó mưa phùn, nó có thỉnh thoảng sương nó xuống, xong nó mướt hơi lên là bắt đầu rễ nó ăn lên, đó là nên cây lúc nào nó cũng có xanh. Nên vườn của họ đỏ lắm, mà vườn của chú nó xanh. Có nhiều họ thì họ thấy lúc nào giá nó thấp thì họ chuyển. Họ không bón đâu, xong rồi không bón nhưng mà họ chuyển qua T4, họ lấy ít lại, nhưng mà đến lúc mà giá cũng cao thì họ chuyển nó qua T3, họ lấy nhiều hơn. Thì sau đó họ như vậy thì nó cũng dành cái thời gian đó họ đi làm việc khác, nó thu nhập nó tốt hơn. Đúng rồi. Chú thì đương như mọi năm là chú cạo thủ công là chú bón 3 lần phân, với cộng một lần cuối năm cứ mỗi gốc là tính cho 1,5 ký nữa là 4 lần phân. Nhưng từ đầu năm giờ là bón 3 lần rồi, có cái nô kia nó cho nhiều mủ thì nó đỏ hơn một tí là chú đã bón lên tới lần thứ 4 rồi đấy. Cứ tháng chú bón một lần, cứ sang đầu tháng bón một lần, cứ bón đều đều thôi, không bón nhiều. Lần đầu tháng đầu thì rộng nhiều, xong rồi tháng thứ 2 là cũng bón cứ mỗi cây làm sao cứ đạt mỗi cây nửa ký. Mỗi một lần bón ấy, lần đầu thì bón 7-8 lạng đến 1 ký gốc đó. Nhưng mà lần hai ấy, tiếp sức cho nó thì chú cứ bón khoảng nửa ký một gốc, xong rồi cứ lần đi các lần khác thì cứ mỗi lần nửa ký một gốc bón, là cứ đầu tháng nào cũng bón. Cái vườn của đen suy chú cạo cứ lên đỏ rồi chuyển qua nhà bộ. À. Thì tại giờ giá muối này thấp quá, khi em cao mình lại. Nhưng mà chú thì lại cứ tính là chú cứ đầu tư phần. Thì chú lại hạch toán kinh tế này, chú cứ đầu tư phân thì cạo để nó có mủ, thì có mủ lấy cái sản phẩm mới là để bù vào trong cái kia mà cây nó không bị kẹt. Mà nếu mà mình không bón phân mà mình cạo như kiểu cạo thủ công thì sau này nó khô miệng hết.
Tại vì mấy cái vườn này chú toàn mua lại của người ta thôi, chứ còn mấy cái vườn mà ở bên Tân Hưng kia là chú giao cho em quản lý, là chú trồng từ lúc ban đầu nên chú chăm sóc cây to mủ nhiều lắm. Có 5 hecta mà chú cạo thủ công là ngày có 2,5 mẫu mà cứ ngày ngày cứ đạp 3 tạ không, 2,5 mẫu cạo thủ công cứ ngày 3 tạ là cứ đào đều đều 30 độ. Khủng khiếp luôn, cây lúc nào cũng xanh đen. Có cái chỗ này nó khó chăm hơn một tí. Chỗ này nó nhiều đất dữ, có đá, nhiều sỏi, mình bón nó vẫn không xanh mấy. Ở trên kia thì xanh. Cứ toàn mua lại của người ta cứ cạo mấy năm xong chú mua lại, bởi vì trồng mới nó cực quá. Xong rồi chú trồng đấy, chú cạo xong rồi bắt đầu chú thanh lý cây xong rồi là chú trồng non lên cái chú bán lên nó to khoảng bằng bắp chân, thì chú bán thì chú lại mua vào cái cây được cạo này, họ cạo mấy năm xong lên này. Cái này chú cạo 6-7 năm rồi. Rồi hồi mua họ đã cạo 4-5 năm rồi, là mình họ cạo 6 năm rồi, chú về đây 5 năm nữa là 11 năm rồi, thấy nó hao quá xong bây giờ phải chuyển sang cạo cái này để giữ đấy, chờ thời lúc nào mà nó có giá thì mình thanh lý cây, rồi lại mua cái vườn kia này để thấy lại để được cạo liên tục. Rồi vậy chú cũng nắm được cái vậy rồi, là để biết nối xử lý. Đang cái tình này chú đang ở Nam Tân đây, may hôm nay anh em thì sao vào để chú cũng nắm được kỹ thuật, chứ không là chú không biết là tại sao nó lại không có mủ mà độ lại xuống, mà cây nó lại cứ hơi rẽ chân chim nó thẳng lên cái đoạn nắp chóp khoảng này đấy. Còn những cái mà nó ùn ra nó nổi ra là cái đó là chú biết.